Xin chào các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau công phá một câu cực trị liên quan đến hình cầu. Câu này cực kỳ khó luôn. Trước khi bắt video, bạn nhấn ngay nút đăng ký cho mình để có thể ủng hộ mình như nhận thông báo về những video mới nhất nhé. Ok, ta sẽ bắt đầu. Sau khi đọc được câu bài toán thì bài toán này khá là phức tạp. Rồi cho nên ở đây mình sẽ vẽ một cái hình minh họa cho bài toán này. Chúng ta có như sau. Thứ nhất là đây là hai mặt cầu có cùng tâm y. Và bán kính thì nó lại khác nhau, một cái là 2 và một cái là căn 10 là lớn hơn 2. Cho nên mình sẽ vẽ như thế này. Đây là tâm y. Và đây là bán kính lần 2 và ở bên ngoài. Đó là căn 10. Và đoán kêu là cho hai điểm A, B thuộc S1 là A và B. A và B thuộc cái mặt cầu nhỏ này. Và C và D thuộc mặt cầu lớn. Sao cho chúng ta xuất hiện tứ diện ABCD. Thì mình sẽ suy ra được một điều rất là rõ ràng ở đây. Chính là gì? AB và CD không đồng phẳng. Thì bạn phải có một cái nhận xét cực kỳ quan trọng này. Bởi vì sao? Khi mà AB và CD đồng phẳng thì chúng ta không thể nào tạo ra được tứ diện ABCD được. Thì bài toán hỏi là khi mà thể tích khối tứ diện đạt giá trị lớn nhất h của nó, khoảng cách giữa hai đường thẳng này bằng bao nhiêu? Thì câu này thật sự là một câu khá là khó, chúng ta phải có cái tưởng tượng được trong đầu cái đề. Thì bạn ý nghĩ cho mình, thì để thể tích nó đạt giá trị lớn nhất thì bạn phải tưởng tượng được đó chính là nó sẽ xảy ra khi AB và CD phải vuông góc với nhau. Thì ở đây mình có thể minh họa một cái rất là đơn giản như thế này. Ở bên ngoài là CD và mặt cầu bên trong là A và B. Mình tưởng nó cứ kiểu vuông góc với nhau như thế này. Đây, nó sẽ tạo thành tứ diện. Đây, thì điều chúng ta cần phải xảy ra đó chính là gì? AB và CD phải vuông góc với nhau. Đây là dự đoán của chúng ta. Cái dự đoán đó chính là AB phải vuông góc với CD. Giải những bài cực trị, ta cần phải dự đoán dấu bằng xảy ra khi nào, cũng như là những cái trường hợp đặc biệt nó có thể xảy ra được. Đó, đây là dự đoán nhé các bạn. Rồi, ok. Rồi, trước hết trong hình này, bây giờ mình sẽ gọi K là trung điểm của CD. Và mình gọi H là khoảng cách giữa ABCD, mình gọi khoảng cách giữa AB và CD chính là bằng H. Để cho nó dễ làm việc hơn, chúng ta sẽ rút ra được một vài lưu ý. Đó chính là gì? Thứ nhất, hai lần CK là bằng CD. Hai lần CK bằng CD là điều thứ nhất. Rồi, điều thứ hai, đó chính là gì? Đoạn AB. Thì bạn lưu ý cho mình, AB thì nó sẽ luôn bé hơn bằng cái gì? Thì bạn có nhận xét cho mình, AB là một dây cung bất kỳ trong cái mặt cắt của cái này qua hình trên cầu, thì mình phải nhận xét được là AB luôn bé hơn bằng hai lần R. R bên nhỏ bên trong là hai lần R1. Bởi vì một cái dây cung nó không nào vượt quá đường kính của một cái hình tròn. Rồi, thì cái này nó sẽ là bằng 4. Hai lần của R1 bằng 2, thì là cái này sẽ bằng 4. Và điều cuối cùng chúng ta sẽ suy ra được đó chính là gì? Sin góc giữa AB và CD. Khi chúng ta nói đến góc giữa hai mặt phẳng, hai đường thẳng, thì nó luôn luôn bé hơn bằng 90 độ. Thì chúng ta sẽ suy ra được cái này luôn bé hơn bằng 1. Đây, cái góc luôn bé hơn hoặc bằng 90 độ. Thì cho nên AB và CD phải luôn bé bằng 1. Chúng ta có thể dự đoán được dấu bằng xảy ra khi sin góc này bằng 1. Ở đây chúng ta đã có được 3 điều này. Thì chúng ta có. Và các bạn lưu ý cho mình, thì chúng ta sẽ có một công thức tính thể tích tứ diện trong trường hợp này. Đó chính là gì? V là bằng 1/6 AB nhân CD nhân cho khoảng cách giữa AB và CD. Và chúng ta sẽ nhân với lại sin của góc kẹp giữa AB, CD. Rồi, rồi mình di chuyển giấy. Rồi, ok. Thì đây chính là những cái gì chúng ta đang có. Để chúng ta sẽ ráp số vào. 1/6 AB thì mình để yên. CD chúng ta cũng không có. Khoảng cách, mình đã đặt khoảng cách ở giữa hai đường thẳng này là H. Mình sẽ đặt đây là H nhân cho sin của AB và CD. Rồi, chúng ta đã có được những điều kiện này thì chúng ta sẽ sử dụng bằng thức bé nó bằng. Rồi, thứ nhất, 1/6 mình vẫn không đổi. AB thì mình cứ nhận xét ở đây là AB luôn bé hơn hoặc bằng 4. Cho nên chúng ta sẽ nhân với lại 4. CD thì mình chưa có gì hết, mình để yên. H thì bạn lưu ý cho mình như sau. H thì chúng ta cũng chưa có cái dữ kiện gì liên quan đến H nên ta sẽ để nó nhân với H. Sin thì nó luôn bé bằng 1 thì chúng ta sẽ để nhân với 1 và nó chính là bằng cái gì? Nó bằng 4/6, đây là 2/3 nhân cho CD nhân với lại H. Thì chúng ta lại có ở đây CD là bằng 2 lần CK sẽ bằng, thế chính là bằng cái gì? Bằng
4 phần 3 CD nhân với lại H. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm việc với lại cái 4 phần 3 CD nhân với H. Thì ở đây mình sẽ áp dụng mô thức Cauchy cho hai số. Các vé nó bằng cái gì? 4 phần 3 căn bậc 2 của, ở đây là mình ghi nhầm nha, CK. Sẽ đưa về CK rồi. CK bình cộng với lại H bình. Thì mình sẽ ghi lại bằng Cauchy. Rồi. Đó, lưu ý cho mình như sau. Nó luôn bé là bằng 4 phần 3 mình để yên. Căn bậc 2 của CK bình. H thì luôn bé bằng H bình, luôn luôn bé là bằng IK bình. Nên là chắc chắn là IK bình. Và bạn lưu ý cho mình như sau. Đó chính là gì? CK bình cộng IK bình thì nó chính là bằng CI bình. Là cái này bằng 4 phần 3. Căn đi là bằng 4 phần 3 CI. Thế này. Mà CI chính là bằng 4 phần 3. CI là bằng R2. Cho nên đây chính là bằng R2. R2 là đường tròn bên ngoài là bằng 4 phần 3 nhân với lại căn 10. Rồi, thì đây, đây chính là giá trị lớn nhất của tổ thể tích tứ diện ABCD là 4 phần 3 nhân với lại căn 10. Thì khi đó, H là nó phải bằng với lại IK. H phải bằng với IK. Đây, chúng ta mình ghi bên đây nữa. Chứ bằng xảy ra khi vậy chỉ khi H phải bằng với lại IK. Thì chúng ta sẽ có những cái điều này. Đó chính là gì? Thứ nhất là H phải bằng IK. Điều thứ hai đó chính là gì? AB phải bằng 4. Đây, AB bắt buộc phải bằng 4. Dấu bằng của cái này phải xảy ra. Và đồng thời điều thứ ba chính là gì? AB phải vuông góc với CD. Đây, tại vì sin góc này phải bằng 1. Dấu bằng của tất cả các dữ kiện đều phải xảy ra đồng thời. Và IK này phải bằng với lại CK. Và đồng thời là cùng bằng căn 5. Thì đây chính là điều chúng ta cần tìm. H phải bằng với lại IK. Và IK nó cũng phải bằng với lại CK. Và nó bằng căn 5. Thì như bạn thấy đáp án chính xác đây chắc chắn là phương án C. Như bạn thấy thì bài này khá là phức tạp. Bài này nó đòi hỏi chúng ta phải có nhiều cái nhận xét. Nó phải đưa ra rất là nhiều cái đánh giá. Thì cảm ơn đã xem thấy video của mình hay và hấp dẫn. Thì đừng quên đăng ký, like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé. Tạm biệt các bạn.